Trong sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2022. Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt chủ trì hội nghị. Trong tháng 4, kinh tế xã hội quận Thốt Nốt tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt trên 12.800 tỷ đồng, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt hơn 5.800 tỷ đồng, thu thuế được hơn 67 tỷ đồng đạt 42,35% kế hoạch. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Ông Trịnh Minh Thắng chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục tập trung cho công tác thu thuế, đẩy nhanh tiến độ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn quận, kiểm tra đồng đốc thực hiện tốt giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.